chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của tôi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game gì mình cũng quên tên rồi. Game này tên gì mình cũng không nhớ, nhưng mà cái này mình có quay nè. Rồi hôm nay mình sẽ chơi tập 2. Không biết là mình chơi lâu quá không chơi, nó có bị mình có bị gà lại không nữa. Vô chơi luôn rồi. Do là cỡ này mình bị dính bản quyền quá nhiều nên các bạn thông cảm. Đăng lên cái dính bản quyền cũng không biết tại sao nữa. Nên hôm nay thì video không có nhạc. Bữa video Blockfoot dính bản quyền nên mình xóa rồi mọi người ơi. Trời ơi đại tải mất công quá. Oh hello. Trời ơi lâu dữ vậy. Ok, trò chơi bắt đầu. Ông này ông đang làm cái gì vậy? Thì kéo đầu chà bá lửa vậy nè. Trời ơi. Tôi không bình luận được mọi người, cái mic nó bị lỗi đằng kia kìa. Chỉnh lại mít vậy là không được đâu. Ok anh bị lỗi chỗ đó luôn rồi, hết bình luận được luôn rồi. Rồi bỏ đi, skip đi. Trời ơi không skip trời. Trời lâu quá, mọi người không skip gì chứ nghe. Thú vị con khỉ skip lẹ đi. Lấy gì? Ok, vô mọi người. Ở game có ao trình như kỳ đó nữa không nha. Ao trình là quá rồi. Mới vô nghe âm thanh thánh thoát mọi người. Ok. Ê ê ê ê. Ê nó gượt nó, gượt nó, gượt tôi, nó gượt tôi mọi người à. Gượt ai không gượt mới vô gượt tôi à. Trời ao trình chưa? Ao trình. Không là lùi gì tôi luôn à, ao trình. Xít nữa lại đó là chết luôn rồi. Con này ở da dữ trời. Đàn trời nó đi rồi. Chạy ra cái gì nữa. Trời. Trời ơi, ra cái gì vậy? Con này nó dai dữ quá trời. Vì tình chứ vậy mà cũng không trốn được nữa. Rồi nó cứ hiện gì mua cái gì nó không biết nữa nè. Ê! Quay đây, quay xe, quay xe, quay xe. Trời ơi, gặp hai con luôn trời. Chạy lẹ. Nó đâu rồi? Con mờ lu này tôi ghét nó lắm rồi nha. Nãy giờ nó dí nó kiếm nó hoài vậy. Mờ lu nó không thấy tôi mọi người ơi. Hình quá. Đây lại. Từ nha, nghiên cứu nha, lâu quá không chơi cái map này, giờ tôi thấy nó lạ lạ nha mọi người. Từ nha, bây giờ chạy đâu? Sao cái mê cung này. Giờ chạy đằng đây nè. Hết hồn trời đất ơi. Cái này mà sao hả, cái là còn cái nịt nè.
Trời ao trình đây. Nghiêm dễ. Còn mà lâu mà đi vô đây là còn cái nẹt nè. Ôi, có gì đó không lành nha. Chạy quá. Game dễ. Rồi đi lên thôi. Vậy mà nhặt được có hai cái bóng liền à. An toàn rồi đó. Hết hồn. Ui. Anh em chưa trả thì đời. Núp. Khúm núm. Hết chưa ta. Trời ơi, tôi mà chạy một cái còn cái nịt nè. Rồi thanh niên kia bị chặn rồi. Hai con nó chặn được. Giờ tôi không có bình luận được rồi. Nó bị lỗi chỗ đó rồi. Ok, con bà lu nó chạy chưa. Đi ra cái nè. Giờ tôi sẽ đi theo đằng này nè. Ừ, nó vẫn còn mò tôi á. Mò tiếp đi. Giờ cái hén này lên. Kìa kìa nó mò rồi. Nó mò như một đứa con nít ra. Ê, ao trình. Trời ơi, ao trình nha. Ê, không được nha. Hên quá, đi ngược đường, đi ngược lại. Mẹ chơi chỗ này nè. Đó, đã. Ê, blue. Con này không phải biết mà lưu không nữa, lâu quá không chơi, quên tên hết trơn rồi. Trời ơi, gặp hai con luôn rồi, tôi chạy đường đó, chặn đường tôi chết luôn. Đi là đâu đây? Giờ không thấy cái bóng đèn nữa trơn vậy. Rồi mở cửa này nè. Xem có gì không? Chắc có cái gì ở đây á vậy. Ú, kìa kìa, nó hiển thị kìa. Ui. Trời, nguy hiểm trời. Hên là tôi chạy vô đây nữa. Đâu rồi, cái con xanh lẹt đâu. Nó kế bên tôi rồi mà tôi cũng không làm được gì ha. Trời, cái con xanh lè này nó đang bao dây tôi mọi người. Nó là cái gì vậy? Con bà lưu này nó báo nữa à. Nó cho tôi đi ra luôn. Tôi riêng đi ra chưa? Nó vẫn còn ở đó nè. Nó dai lắm. Nó làm như là anh hùng vậy đó. Rồi bây giờ sao mà tôi lấy đây. Con người riêng nó chặn đường tôi rồi. Họ đi. Còn con bà lưu ở ngoài nữa. Úi giời ạ. Bà lưu nó ở trên đầu tôi mọi người. Là cái chỗ này tôi không biết là có phải là chỗ núp không nữa. Đi ghe đi ghe. Đó rồi cái cu ơi. Rồi mà lưu gì đâu à, cái bóng đèn nó mất tiêu rồi, nó hiển thị đây mà. Dạ, à, thằng đó lấy rồi. Thằng đó lấy mất tiêu rồi. Đi xuống không như nó luôn coi. Hình quá, đập đủ rồi. Bỏ qua đi ông làng ơi. Ôi. Ừ. Ơ, ừ, có hai mình tôi với người này vậy? Tôi cho tôi chứ. Này anh tha hết vậy. Ừ lấy hết luôn đi. Ngồi chết nè mất tiêu luôn à.
Anh này mà anh chết một cái là còn mình tôi luôn á. Tôi không biết sống sao nữa. Ôi, luôn. Trời, có màu vàng nữa. Có con gì quên tên rồi. Chết rồi, anh em bị bôi đây rồi. Rồi. Rồi còn có mình tôi luôn rồi mọi người ơi. Ê, phát hiện ra có con blue đó là không được nha. Đi rồi. Này thì ra vẽ nè, lấy hết bình tôi nè, không chừa nữa nè. Giờ tới tôi lấy. Ngự thấy tôi chơi ao trình không? Thì còn cái bình kia kìa. Hello. Này thì lấy hết bình của tôi nè. Bịch lại. Đó. Ao trình. Trình tôi rất là cao. Trên nè mấy nó có hơi thùi em. Úi giời ơi, con vàng thì nó dưới trời. Đây còn bình đây nữa nè, quá ngon luôn. Giờ tôi là phải làm cực nhọc đi về, mọi người có thấy có khổ không? Bà lô bà la nhóc trơn luôn nè. Bịm nha, bà lưu này ngoài đời thật là tôi là cho nó biết tay. Thế nào là để đồ. Cái bệnh của tôi để đâu vậy? Còn bà ấy có hai cái bệnh ngon. Gặp con green, con màu xanh đó là tàn luôn. Lộ đi chưa đi nữa. Có con màu vàng trên nữa. Đi dai thì đó, bây giờ mà mình xuyên thấu rồi. Ok, nó đi chưa? Đi rồi đó, chạy. Đi rồi á. Ôi cái gì vậy? Úi giời, nguy hiểm mày. Còn mình tôi chơi nhất luôn trời. Mọi người bỏ tôi đâu? Con này công nhận nó dai thiệt á. Thịt nó dai nhách rồi mà nó còn bám dai nữa. Ok. Âm thanh đó là gì? Nấp, thấm nấm. Ơi, vô con green à. Hello bạn nha. Nãy ao trình đi luồn nách bạn luôn mà có sao không? Con mà lô nó chặn đường ở đây là còn cái nịt luôn à. Biết âm thanh nó có ở đây không nữa. Ao trình. Ê, vô, runner. Hên. Tụi tôi ao trình nghĩa con đó làm được gì tôi. Để không coi nó đâu rồi. Mới chạy xuống đây giờ mất tiêu rồi. Ây, có bình kìa. Con người phải cẩn thận đúng không? Con green màu xanh lè nó mà đi đường này gọt có cái nịt mà. Âm thanh gì thế? Con green có thể là đang ở đây. Thì tôi phải chạy lên đây để mà cúm nấm chạy vô chạy cũng không được nữa.
lớn. Rồi đúng rồi đó. Coi coi xem bao quát cả thế giới xem như thế nào. Thì mấy con đó đi rồi, đi rồi, nó đi rồi. Cho đi ra cái còi đóng cửa làm gì cho mệt. Đúng rồi đó. Đi ngày an toàn nè. An toàn tuyệt đối luôn. Nãy giờ là tôi kiếm được có 8 bình luôn hả? Còn kia còn còn chính. Chạy lẹ chạy lẹ chạy lẹ ông ơi, nó xiên đó. Ui ui. Tí nữa là phát hiện ra rồi. Anh này anh da thì đầu nó đu nhưng mà nó an toàn tuyệt vời. Nguy hiểm vậy. Vì tôi mà có tốc biến là tôi bay đây nè. Qua bên kia nè. Mà các bạn thấy bên kia không? Bên kia có cái bịch. Ý. Ui 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 ui. Nghe cái âm thanh là không an toàn rồi. Thấy tôi chơi ao trình quá nó bắt đầu nó ghim tôi á. Trời trời tôi đi đường này là chết rồi. Trời trời ơi, hai con ba con ở đây thôi. Anh đi từ từ anh ơi, em đâu có thiếu nợ đâu. Rồi mày dừng làm gì đi đi. Để 3 giây nha, 3, 2, 1, ok. Chạy như một thằng gà. Lấy. Hơi sợ quá mọi người ơi. Chạy 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 chạy. Trời hết hồn trời. Phải đi từ từ hiểu không? Không có đi gấp gáp được. Ui ui nguy hiểm thế. Trời ơi nguy hiểm dữ vậy. Mấy nãy anh canh gác như thiếu nợ tôi thiếu nợ vậy á. Tôi nghe cái âm thanh này là không sống nổi rồi đó. Cứu tôi. Trời ơi, nó ghim tôi đi không được luôn rồi. Ui ui. Trời ơi. Mày đâu rồi? Gom lại đây hết cho tôi. Đừng có mà khịa tôi vậy nha. Từ từ nha, tôi chơi cái này nè. Từ từ tôi mới thấy có cái gì. Đừng có che góc nhìn tôi coi. Cũng khá là an toàn. Rồi. Âm thanh. Âm thanh ám ảnh. Trời ơi tôi nghe tiếng chân của con Blue mà tôi sợ dữ vậy nè. Trời ơi. Sao mà nó dai như đĩa vậy nè. Giờ tôi ở đây tôi không đi được luôn á. Sáng chưa ăn đủ mì hay sao mà ghim hoài vậy anh? Cái xe có nhìn hoài vậy nè.
khó nhìn á. Đi rồi, đi rồi. An toàn tuyệt đối. Rồi, vô đây. Còn lấy cái bình lụm. Rồi đi lên thôi. Gì có bình nữa nè. Vậy là tôi còn một bình nữa là tôi winner rồi. Winner cái bạn mày, bạn sao không có đâu. Chở hai con đi tuần tra rồi. Đi làm nào ta. Chở đi heo với anh. Anh này gắn cái quạt vô nhìn thấy ghét không. Trời ơi. Làm gì mà hành hát rap luôn rồi. Còn bình đó ơi. Thử nha. Từ từ nha. Này nha. Đây bình đây. Gọi winner luôn rồi. Ui. Đừng bây giờ chủ quan nha mọi người. Ủa mà đường nào đấy? À đường này nè. Tới số. Yeah, trời, chữ em dễ. Bỏ qua nè. Thấy ngày mỗi giờ. Trời anh em cu te đó. Ui. Rồi, trò chơi không nấm này chơi hơi khó nha mọi người. Đi 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 ui 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 trời ơi hết hồn nhỉ. Đâu rồi còn em nào nữa đâu. Cái màn này lấy được con à. Khó chơi lắm. Đây con em nè. Bắt em. Còn em ở đây nhớ làm im nhé. Khi mà cầm cái thùng lên là rớt cái này hả. Lẹ 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 lẹ. Nói gỗ tuột quần á. Trời em ở đây mà bảo lẹ đó mà đi đâu vậy. Đi ra ngoài hóng cái coi. Bắt em đâu rồi. Lằn gì lằn dữ vậy. Ôi trời ơi nó bảo mà. Ngay. Con này lúc chạy tới thì mất không thấy đâu chứ. Hồi bắt đầu chạy thì nó xuất hiện. Như là anh hùng vậy á. Đi ơi đi ơi đi ơi. Mày lăn lăn dữ vậy trời. Lăn. Bảo không mua cái gì mà. Từ từ đi. Rồi đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Làm gì mà gấp dữ vậy. Bây giờ, bây giờ, bây giờ. Đi vậy, đi vậy. Hoan hô, hoan hô. Rồi, bốn. Ôi, Linh ơi. Có gì đâu mà bạn phải lo nhỉ. Che tầm mắt nó thở xong cái gì. Mấy con này khó nhai quá. Còn 6 con nữa lắm. Trời ơi. Gì không có ở đây rồi.
thêm lại. Ôi, đi dí. Ơi. Nguy hiểm mà mọi người ơi. Giờ chúng ta phải làm gì giờ đây? Nó ngoài nó khác tôi gác em bé. Game Ocean. Thấy không, game này tên là game Ocean nhưng mà mình tôi gánh hết. Mất tiêu hết rồi. Mọi người đây hóng không? Đi cho, đi cho. Chui vô. Trời ơi, nó háo miệng ra kìa. Chui vô được, nó ghét luôn rồi mọi người. Tam chui được. Ơi, con green. Tiền cái gì? Rinna còn 5 con nữa là ăn trời ơi. Nguy hiểm. Nguy hiểm trời đã cơ nha. Con ở đây luôn rồi. Cái con yellow. Còn lố chị em. Giờ tôi di chuyển không được rồi mọi người ơi. Hình quá ý. Có một bé ở đây. Bất nghị nha mọi. Từ từ thôi. Đi chưa bé, bé à, bé ơi. Ok, nó đi rồi. Game này là game Ocean á, nó game chứ tệ gì đây. Game Ocean. 6 còn 4 con nữa. Nhưng tôi không biết là 4 con nó ở đâu nữa nè. Nè, bắt đi. Bây giờ hai con nó gà kìa. Trời, hai con nó há miệng ra kìa. Kìa kìa, nó há miệng ra kìa. Trời ơi, nó há miệng ra được hết hồn rồi. Đâu rồi cô? Ê, sao mà cứ tiền tiền ngoài cái gì trời. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Hát chưa bé. Hết chưa? Giống hết tí rồi nè. Hai con bu lại rồi. Hồn luôn. Ok, nó kìa mọi người ơi. Giờ phải đi. Ý! Trời ơi. Là ba con nó gom ở đây luôn á trời. Chơi này chơi ác dữ vậy. Ui. Anh ơi, từ từ suy nghĩ anh ơi. Anh gì con người hiện từ. Con người phải biết suy nghĩ anh. Anh nếu không anh từ từ anh nói chuyện. Anh làm gì anh lại được tôi. Đi chưa, đi chưa nè. Dài thế chờ 5 giây con. 5 4 3 2 1 đi được chưa vậy. Hình như nó đi rồi. Nó quá con.
đi. Gì đâu mà nó dai dữ vậy. Là con này nữa. Quỷ này nó kiếm chuyện nó chưa. Đâu rồi bé, đâu rồi? Sao mà cứ đi hoài vậy? Họ quay lại thấy con Blue nè. Ok rồi đó, vậy đó. Trời ơi, chạy chạy vô, chạy vô. Hên 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 hên, trời đất ơi, Shinobi bị bắt rồi. Rồi Shinobi bị làm thịt rồi. Trời, game này game ao trình đúng không? Rồi game ao trình nó là gì đó. Mày nắng thế. Ui, trời ơi, có con này nữa. Thèm cái thịt nó lắm vậy á. Nhà tiếng nợ 9 triệu vậy nè. Lại nó kiếm tôi dữ. Đi chưa? Đi rồi, đi rồi, đi rồi. An toàn thiệt đói. Đi đi đi, nãy nó ở dưới nước đây nè. Ui. Vậy, à chờ lâu quá rồi. À, hết thời gian rồi chứ. Ok, đâu có nổ, đây là pháo thôi. Lẹ đi em nội. Rồi. Trời ơi lắc kìa. Rồi bị gì luôn rồi. Gối văng luôn rồi. Đáng chớ văng ở ngoài luôn. Rồi bây giờ nó lại nó chiến rồi sao. Đó nó biết ngay mà tự nhiên nó văng ra. Rồi luôn rồi còn cái nịt luôn rồi. Mà cứu tôi trời ơi. Hên quá rồi chết luôn rồi. Trời ơi em hết ao trình rồi.